Sau nhà xin chào các bác nhé. Em lên sóng giới thiệu các bác con máy điều hòa di động Corona. Trước khi giới thiệu con này thì em nói qua về cái số điện thoại của em đây các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì các bác alo cho em theo số điện thoại này. Ở đây là một cái con máy điều hòa một cục, em để mã số 1. Hình thức thì con này thì em tất cả vỏ viết bọn này thì em vẫn để nguyên bản. Con này không có sơn si gì cả. Vỏ nó như hình các bác nhé. Bọn này thì nó chạy thì ngon lành rồi. Một con máy em đang test đây. Độ lạnh tại cửa gió là 14,4 độ C. Cửa gió đây là cái khu vực cửa gió các bác nhé. Cửa gió nó có một cái khe này này. Đấy. Đây, cái cảm biến nó đang đỏ đây. Đấy. Cứ máy như thế này là các bác cắm điện là chạy thôi. Không phải lắp đặt ống áng gì cả. Rất là tiện lợi. Phù hợp di chuyển mọi nơi mọi lúc. Cắm trại, vượt hay là các bác dùng cho phòng trọ, các bác xe tải hay đi di chuyển. Công suất của nó là 8.000 BTU đấy, dùng cho phòng khoảng 15 m² đổ lại. Đằng sau này là phần dàn nóng, khe thoát khí nóng các bạn. Con này dàn nóng rất là mới nhá, dàn nóng đẹp như mới này, dàn nóng đẹp như mới nhá, đẹp luôn, không móp méo một tí nào, còn rất là mới đẹp. Khe thoát khí nóng này, máy chạy im re, khu vực thoát khí chén nước này, chén nước lên dàn nóng này, đấy là dàn nóng đẹp, đẹp luôn. Bên trong này thì là dàn lạnh, dàn lạnh nhá. Lạnh thì đây có cái lưới ở đây thì các bác sẽ vệ sinh cái lưới này thôi, đơn giản như máy treo tường. Dàn lạnh rất là đẹp này, đấy. Mới cóng cong luôn, không có gì. Đây, bắt đầu chảy nước ra vào này, ống toàn bộ ống đồng hết nhé. Chạy im re, nhiều bác hỏi là có êm không, bảo rất là êm nhé, êm cực kỳ êm luôn, êm hơn quạt. Đấy, gần như không có tiếng gì, tiêu chuẩn Nhật mà nó làm thì quá là đẹp luôn. Chiếc này em bán là 3,5 triệu các bác nhé, bảo hành 6 tháng, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Điều khiển đa năng cho máy lên nhận thì các bác cài cho mã 760 nhé. Bấm đến 20 độ là nhận thôi. Trên 20, dưới 20 là sẽ không nhận. Cánh gió này thì là chỉnh tay. Vì nhà sản xuất họ làm chỉnh tay thôi. Chứ không có chỉnh điện đâu ạ. Đấy. Máy cực chất luôn. Dàn bên trong mới đẹp. Giá 3,5 triệu. Mã số 1. Chào các bác.